Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược dân số đến năm 2030. Quy mô dân số thủ đô ước đạt 9 triệu người vào năm 2025 và 9,8 triệu người vào năm 2030. Trong 5 năm tới, thành phố Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân 0,15% trên một năm, 85% phụ nữ mang thai và 90% trẻ sơ sinh được sàng lọc trước sinh tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 111 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Tỷ lệ nam, nữ, thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 85%. Đến năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu chiều cao trung bình của người 18 tuổi, đối với nam là 1,67m, nữ là 1,56m. Năm 2030, chiều cao ở nam là 1,69m và nữ là 1,58m.